Hôm qua tại Hà Nội, báo cáo triển vọng năng lượng Việt Nam được biên soạn với sự hợp tác giữa cơ quan năng lượng Trang Mạch và Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo Việt Nam được công bố. Báo cáo đưa ra một thông điệp rất rõ ràng, Việt Nam có nhiều tiềm năng chuyển đổi xanh để trở thành một nền kinh tế có mức phát thải carbon ròng bằng không vào năm 2050. Để đạt được mục tiêu với chi phí thấp nhất, nguồn điện từ năng lượng tái tạo cần phải là nguồn thay thế chính cho nguyên liệu quá thạch. Các nguồn năng lượng tái tạo chính là điện mặt trời 75% và điện gió 21%. Hàng ngàn nhân viên bệnh viện công ở thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển sang hệ thống y tế tư, khiến cơ hội tiếp cận y tế, à, tiếp cận y bác sĩ giỏi của phần lớn người dân có nguy cơ bị tước đoạt. Báo điện tử VnExpress chia sẻ nhận định của giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh Tăng Trí Thượng, có nhiều lý do họ nghi diệt song sự khắc nghiệt từ Covid-19 chính là giọt nước tràn ly. Dễ thấy nhất là họ bị kiệt sức sau nhiều tháng tham gia chống dịch nhưng thu nhập quá thấp, không thể trụ được với nghề. Trước đó, thực trạng nhân viên y tế công lập bỏ sang bệnh viện tư làm việc đã được đề cập tại hội nghị về chế độ chính sách cho cán bộ y tế do Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức. Sau hàng loạt ý kiến đóng góp từ 110 đầu cầu trên cả nước, Công đoàn Y tế kiến nghị lãnh đạo đảng và nhà nước ban hành các chính sách để khắc phục những bất cập hiện tại. Một thông tin đáng chú ý trên báo Tuổi trẻ. Giảng dạy trí tuệ nhân tạo AI trong trường phổ thông sẽ là một trong những hoạt động nhằm thực hiện đề án giáo dục thông minh và học tập suốt đời giai đoạn 2021-2030 của thành phố Hồ Chí Minh. Năm học 2022-2023, thành phố sẽ triển khai thí điểm giảng dạy AI trong chương trình chính khóa ở bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông. Nội dung AI sẽ được lồng ghép vào môn tinh học của chương trình. Bên cạnh đó, các trường cũng sẽ công bố bổ sung bằng hoạt động của câu lạc bộ, hoạt động ngoài khóa, các hội thi có liên quan như nghiên cứu khoa học, hội thi Lego, Robotics. Kế hoạch được đánh giá phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, học sinh cũng cần làm chủ công nghệ trong bối cảnh môi trường internet đang là mảnh đất màu mỡ cho nhiều loại tội phạm hoạt động ngày càng tinh vi